Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ. Hoặc 0396 164 604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 23 tháng 9 năm 2024 ạ. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến đủ những cái dòng hàng lan đẹp ạ. Những cái mặt hàng kilogram này. Rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Với cái giá cực kỳ là rẻ luôn trong buổi tối ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Với cái giá tiền chỉ có vài chục nghìn thôi, chú anh chị mình có thể sở hữu những cái tác phẩm rất là tuyệt vời rồi ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc nhé. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái rô giáng hương cẩm báo ạ, một cái loại lan với cái bông hoa độc đáo và rất là bền hoa, đặc biệt ngay thơm ngay từ thân lá và dễ thuần dễ chăm vô cùng luôn. Mà giá thì em đang để có 130.000 trong 1 kg thôi. Giá cẩm báo thực sự vì giá 130 là quá rẻ luôn cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang về đây là những cái cây lan sơn thủy tiên ạ, với những cái giả hành bự chảng căng mướt rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó, những cái giả hành rất là mướt và rất là đẹp. Giả hành nào giả hành ấy bự chảng rất là tuyệt vời như thế này nhá, cô chú anh chị nhá. Em xin phép được bán sơn thủy tiên này với giá là 190.000 cho 1 kg. Và sau này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo hoàng lạp, một cái cây lan mà rất là giống với sơn thủy tiên đẹp. Tuy nhiên thì cái cây lan hoàng thảo hoàng lạp thì cái giả hành nó sẽ nhỏ hơn và cái lá của nó sẽ không dày bản như này lá của sơn thủy tiên. Thân lá với hoa thì gần như nhau. Và cái loại hoàng lạp thì em đang bán chỉ 130 thôi cô chú anh chị này. Và sau này đây là hoàng thảo trúc mạch, một cái cây lan mà với cái vẻ đẹp rực rỡ với ba màu sắc rất là sắc nét và giá chỉ có 150 cho 1 kg. Nói chung là hiện tại thì những cái cây trúc mạch này thắt đốt căng đẹp để đang chờ đợi cho một mùa hoa xuân rực rỡ này. Em đang để giá 130 1 kg và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chị chú ý, cô chú anh chị ạ. Với 0,3 kg tức là 45.000 thôi nhá, chú anh chị nhá, là cô chú anh chị mình được một phần trúc mành như thế này. Tức là cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một cái giỏ lan trúc mành rất là đẹp để ngắm hoa đã mắt luôn cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang này đây là những cái lô hoàng thảo nghệ tâm. Em có 2 lô duy nhất thôi cô chú anh chị ạ. 2 lô hoàng thảo nghệ tâm, nhìn cây rối tinh rối mù như vậy thôi ạ. Nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị là khi mà ghép lên giò nó nở hoa sẽ cho cô chú anh chị một cái giò lan với cái khuôn bông cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị nhé. Bông hoa tím phớt hồng và cái họng, một cái lưỡi họng vàng rất là đẹp. Cái hoàng thảo nghệ tâm này em xin phép được bán một lô 30.000 cho một lô ạ. Và tiếp sau này đây sẽ là một cái lô vanda rừng thơm. Chỗ này thì cô chú anh chị về có thể ghép vào chậu, trồng ghép trụ hay là ghép vào những cây xung quanh nhà, hoa nở rất là thơm ạ. Và cái lô vanda rừng này em bán với giá chỉ 45.000 thôi nhá. Tiếp sau này đây sẽ là những cây lan giáng hương đuôi sóc này. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, một cái lô giáng hương đuôi sóc hàng lá xếp rất là mướt như thế này này. Cây nào cây đấy căng bóng đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hứa hẹn cho một mùa hoa xuân với những cái bông hoa tím đậm đẹp đây cô chú anh chị. Giáng hương đuôi sóc xin phép em được bán với giá chỉ có 120 1 kg thôi ạ. Với 0,3 tức là 36.000 thôi là cô chú anh chị sở hữu những cái giỏ đuôi sóc đẹp rồi nhá. Tiếp sau này đây sẽ là cái dòng giáng hương đuôi chồn này, một cái loại lan mà rất là sai bông và bền hoa, giáng hương đuôi chồn. Trong những dòng lan mà nói chung là anh chị chơi lan thì yêu thích dòng giáng hương chắc là không thể thiếu cái dòng đuôi chồn này. Cây nhỡ rất là đều như thế này nhá, cô chú anh chị nhá, đủ khỏe đủ đẹp nhất để cho những cái bông hoa đẹp nhất và dễ thuần dễ chăm nhất rồi. Em đang để giá đuôi chồn ạ là 160.000 cho 1 kg thôi. Thực sự là cô chú anh chị có thể sở hữu những cây lan này chơi hoa theo đúng nghĩa, những cái mặt bông rất là đẹp luôn ạ. Tiếp sau này đây sẽ là dòng giáng hương Hải Yến, một cái dòng lan mà với cái sắc hoa tím ngọt ngào rất là quyến rũ luôn. Cái dòng là giáng hương Hải Yến này tím mộng mơ luôn và hoa thì cũng rất là thơm ạ. Cái dòng Hải Yến này với giá em đang bán chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi nhá. Em bán ngay từ 0,3 cô chú anh chị thấy là toàn cây to cây tuyển thôi nhá, cây to cây tuyển thôi ạ. Mỗi một cây như vậy đến mùa hoa chắc chắn phải rơi từ ít nhất là 2 cân trở lên. Và trong khi đó thì hàng bên Thái người ta bán theo cây thôi chú ý chị ạ. Một cây của cái một chậu một hai cây người ta bán hơn 100.000 rồi. Trong khi đó hàng Hải Yến này là cây thuần cây của rừng. Cây của rừng để cô chú anh chị về có thể tự trồng lấy, tự chăm sóc lấy. Cây lan rừng rất là đẹp. Tiếp sau này ở đây thì dòng lan quế tím ạ. Cô chú anh chị thấy ạ.
Những cây quế tím cực kỳ là mướt luôn, rất là khỏe, đẹp như thế này. 1 kg của dòng lan quế tím này em xin phép được bán với giá chỉ có 130 1 kg thôi ạ. Dòng hoa này thì cái hương thơm không kém gì hoàng nhạn luôn, với sắc hoa tím đẹp như thế này, chỉ vài nhánh thôi khi mà nó nở hoa cũng đủ thơm ngát luôn ạ. 130 1 kg thôi nhé cô chú anh chị nhé. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Và tiếp sau này đây là em có một cái lô kim điệp nhựa, hay còn gọi là kim điệp thơm. Hoa của dòng này á, có thể nở vào thời điểm Tết, nên là cây bây giờ đã đứng hết ngọn như thế này cô chú anh chị này, thắt ngọn tròn tu như này. Và một dạo nữa thôi, một thời gian ngắn nữa thôi thì em nghĩ rằng là những cây kim điệp nhựa này sẽ bắt đầu là nhú nụ luôn, bông hoa dày cộp như những bông hoa nhựa, thơm ngát luôn, độ bền phải tầm 2 cho đến 3 tháng. Một lô kim điệp nhựa duy nhất này ạ, em xin phép được bán với giá sẽ là 50.000 cho cả lô này nhé, cô chú anh chị nhé. Được rất là nhiều luôn, 50.000 ạ. Và sau này đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cái chậu thanh đạm Indo ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm trọn vẹn những cái chậu thanh đạm Indo. Hàng này là hàng mà thuần tại vườn Việt Nam mình nhé, cô chú anh chị nhé. Nên là về cô chú anh chị mình không cần phải làm gì đâu ạ, chỉ cần treo, tưới nước và chờ hoa thôi ạ. Cây thanh đạm Indo này thì hiện tại đang chuẩn bị sắp đi vào cái mùa hoa rồi. Nhiều nơi thì cái cây thanh đạm Indo này nó sẽ nở hoa thời điểm Tết ạ, vô cùng thơm cô chú anh chị nhé. Đó, một cái giò thanh đạm Indo với bằng này giả hành thôi, khi mà nó sổ hoa cũng có một cái suối hoa, một cái thác hoa đẹp như thế này đấy ạ. Và một cái chậu thanh đạm Indo hàng trồng thuần của Việt Nam mình, nên là cô chú anh chị nhìn thấy là khác biệt hẳn luôn. Đó, với những cái giả hành căng mướt cực kỳ là đẹp như vậy đấy ạ. Và một chậu thanh đạm Indo như vậy nhá, em đang để giá chỉ có 130 một chậu thôi nhá quý anh chị nhá. Hàng thuần vườn của Việt Nam bằng từ những cái chậu nhựa giả gỗ rất là đẹp như vậy mà có chậu có 130 thôi ạ. Và đặc biệt ạ, là một cái lô trầm rừng siêu rẻ luôn. Cái lô trầm rừng siêu rẻ luôn cô chú anh chị nhá. Như cái lan trầm rừng này thì thực sự cái mùi hương của nó phải nói là thơm vô cùng luôn. Đã là trầm thì cực kỳ là thơm, mà anh chị chơi lan chắc là không thể thiếu, không thể thiếu cái trong sân vườn của nhà mình những bông trầm tím và thơm ngát đâu ạ. Một cái chậu trầm tím như vậy này, hàng chậu nhựa trồng trong bằng giá thể vỏ thông, trồng thuần sẵn bằng ngày giá thể vỏ thông rất là đẹp như thế này. Khi mà nó nở hoa cô chú anh chị có thể dễ dàng trưng trong phòng khách bàn làm việc hay là phòng ngủ luôn. Và một cái chậu trầm như vậy với giá chỉ có 55.000 thôi ạ. Chắc chắn rằng sẽ làm cho cô chú anh chị cực kỳ là cảm thấy tuyệt vời khi mà những cái giò trầm này nó nở hoa luôn, với cái sắc hoa tím và thơm ngát của nó nhé cô chú anh chị nhé. Với giò như thế này thôi là đủ ướp cả cái không gian của cái căn phòng cô chú anh chị luôn, cực kỳ là thơm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Có 55.000 cho một cái chậu trầm rất là xinh như thế này. Đây là hàng trầm rừng ạ, hàng chuẩn trầm rừng luôn nhé cô chú anh chị nhé. Với những giả hành đẹp thắt đốt căng mướt đó, hàng bây giờ là đã căng thân hết như thế này rồi, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ, cực kỳ là đảm bảo luôn. Có 55.000 cho một chậu. Còn bên này đây là em có những cái chậu trầm tím hàng rừng, và hàng này thì đã trồng thuần sẵn trong cái chậu chậu nhựa giả gỗ này. Đó, cái chậu này sẽ to hơn và nhiều giả hành như vậy. Thì một cái chậu to như thế này thì em xin phép được bán với giá chỉ 70.000 thôi ạ. 70.000 cho một cái chậu to đùng như thế này. Đó, trầm rừng ạ, mua hàng cân. Cái hàng này thì còn rẻ hơn cái hàng cân rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Hàng cân rẻ nhất cũng phải rơi từ ít nhất là 300.000 cho đến 400.000. Trong khi đó một cái giò trầm như thế này có 70.000 thôi. Đấy, hoặc là cô chú anh chị lấy những cái cây trầm này mập nú từ những cái chậu nhựa như vậy với giá chỉ có 55.000 ạ. À, tiếp sau này đây là những cái chậu năm cánh trắng họng hồng ạ, siêu mập và đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Những chậu năm cánh trắng họng hồng cực kỳ là mập và đẹp luôn. Một cái chậu như vậy thì em sẽ gửi cho cô chú anh chị là ít nhất là 5 thân. À, mập vô cùng luôn cô chú anh chị nhìn hàng thì biết rồi. Mướt và rất là đẹp. Đây là một trong những cái mặt bông không thể thiếu trong những phiên bán hàng hoa Tết ạ. Trong những dòng lan mà hoa sẽ nở vào thời điểm Tết, ngay cả những anh chị chơi lan khó tính nhất thì năm cánh trắng họng hồng vẫn là cái lựa chọn để người ta chơi thưởng thức vào những ngày Tết đến xuân về. Những giò năm cánh trắng họng hồng đẹp hoàn mỹ như vậy, với giá một cái chậu như thế này chỉ có 120 cho một giò năm cánh trắng họng hồng thôi cô chú anh chị ạ. Thân nào thân đấy căng mướt luôn. Hiện tại thì cây đã bắt đầu là thắt đứng hết ngọn rồi đây cô chú anh chị nhìn này. Rơi tự nhiên là 5 thân hàng như hình em đang giới thiệu đây nhá. Và tiếp sang mê ở đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là cái dòng lan giả hạt chớp Mỹ. Cũng là một trong những dòng lan mà không thể thiếu trong những phiên bán hàng hoa Tết luôn. Sai bông từ gốc đến ngọn cô chú anh chị ạ, sai bông vô cùng luôn. Một vài thân thôi là cũng làm nên tác phẩm rất là tuyệt vời rồi. Đó, khuôn bông bầu tròn và cánh hoa tím chớp đẹp mê như vậy. Thì một cái chậu lan giả hạt chớp Mỹ này cô chú anh chị này, em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị hàng chia theo hình nhá. Hình này gọi là hình 42 ạ.
Với những cái chậu trước đây là một thân vài trăm nghìn, thì bây giờ cả một cái chậu này là 4 thân này. Chậu 42 là 4 thân như vậy. Xin phép được bán với giá là 130 nghìn nhé. Chậu 43 cũng với giá chỉ 130 nghìn ạ. Một cái mặt bông vô cùng là xuất sắc. 44 ạ, cũng là 130 nghìn nhé. Hình 45, rất là đẹp luôn. Đây, hình 45 này, bự. 5 thân bự chảng to đùng luôn. Giò này xin phép bán 150 nghìn ạ. Và hình tiếp theo là hình 46. Những cái giò như thế này mà đến khi nó nở hoa thì quá mê. 46 cũng là một giò này em bán 140 nghìn. Và một cái phần long nhãn xinh đẹp, tươi roi rói ở đây ạ. Cái lô này em bán 15 nghìn, em bán kèm hàng nhé cô chú anh chị nhé. Dạ, tiếp sang bên đây thì cô chú anh chị mình cùng em siêu tầm cái dòng lan siêu trầm DH93 hay còn gọi là dòng siêu trầm ạ. Một cái mặt bông, bởi vì cái khuôn bông hoa phải nói là không thể nào có mặt bông nào nó đẹp hơn như thế nhé cô chú anh chị nhé. Tím đậm luôn, đó, cánh hoa bầu tròn và tím đậm cực kỳ là thơm. Đó, đỏ, tím đỏ, tím đậm đỏ rất là đẹp như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Đó, dòng trầm DH93 hay còn gọi là dòng siêu trầm ạ. Sẽ vô cùng là nổi bật khi mà nó nở hoa trong không gian vườn cô chú anh chị luôn. Với sắc hoa đỏ thắm như thế này, đậm đà như vậy ạ, mà lại còn bóng nữa. Đấy, một cái mặt bông vô cùng là đẹp. Thì ở đây em đang có những cái chậu DH93 này để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm này. Cái chậu này em gọi là chậu số 41 nhé. Chậu DH9341 em xin phép được bán chậu này, quá là sum suê, quá khủng luôn. Giá em bán là chậu này là 150 này cô chú anh chị này. 150 cho cái chậu này nhá. Chậu này rơi đến 5 thân hay sao ấy ạ. 4 thân hay là 5 thân ấy. Chậu tiếp theo là chậu 40 ạ. Chậu này cũng vậy, rất là sum suê luôn. DH93. Đó, hàng này thì nếu mà chăm đạt mà phình thân thì cái thân của nó phải to như ngón chân cái ạ. Cô chú anh chị, to như ngón chân cái luôn. Này thì hiện tại là chưa phình thân, vẫn còn đang đi ngọn. Chậu 43 này em xin phép được bán với giá 40 chứ ạ. 40, chậu này em bán với giá 140 nghìn. Chậu 39 ạ. Đây, 3 thân mà mỗi một thân cao 3 thân nhá. Các thân đều cao từ trên 60cm trở lên hết rồi. Đó, cái chậu này thì em bán với giá cũng là một chậu này em bán là 130.000 đi. Và chậu tiếp theo chậu 38 này. 38 mê cô chú ý chị ạ. 4 thân cao vút luôn, rất là mê như này. Chậu này xin phép bán 150.000 và chậu tiếp theo là chậu 37 đây. Chậu 37 đấy ạ. 140.000 cho chậu này nhá. Chậu số 38 này. À, chậu số 36. Chậu số 36, chậu này có một cái thân phải cao đến tầm 90cm rồi, rất là mập luôn rồi. 90cm 1m gì đấy ơi. Chậu này là có tổng tất cả 4cm, 40 4 thân ạ. Mê. 4 chậu này em xin phép được bán với giá là 140.000 đi nhá, 140.000 đi. Đó, và sau này ở đây sẽ là trầm rồng đỏ ạ. Một trong những dòng lan cũng cực kỳ là phù hợp để mà chơi những ngày Tết đến xuân về. Trước đây thì cái cây trầm rồng đỏ như thế này một thân cũng rơi vào khoảng tầm 300 nghìn ạ cô chú anh chị. Mặt bông của dòng trầm rồng đỏ đấy ạ, nó không khác gì trầm tím rừng luôn cô chú anh chị ạ. Bông hoa rất là to, cánh bầu tròn nhá cô chú anh chị nhá. Trầm rồng đỏ ạ. Và ở đây thì trước đây thì giá 300 nghìn để mà sở hữu một cái chậu lan đẹp cũng rơi tiền triệu. Còn bây giờ đây cô chú anh chị sưu tầm cho em cái chậu 35 này với giá 100 nghìn thôi nhá. Đây, chậu 35 100 nghìn rơi vào tổng là 5 thân. 36 90 nghìn luôn ạ. Trầm rồng đỏ chuẩn nhá cô chú anh chị nhá. Thân mập luôn. Và chậu số 33. Chậu số 34 với giá là 90 nghìn và chậu số 33 em bán với giá cũng 90 nghìn luôn. Chậu số 32 đây ạ. 100 nghìn cô chú anh chị. 100 nghìn. 1-2 bát phở thôi là cô chú anh chị có một cái giò trầm thơm ngát như thế này rồi. Và chậu tiếp theo là chậu 31 này, với giá em bán luôn 90.000. Chậu số 20, chậu số 30. Đây, chậu số 30 đây, hai cái thân mộc nú. Cái thân này nó phải to hơn cả cái ngón tay cái của em nhé. To khổng lồ luôn, cao khoảng tầm 70-80cm. Thêm một thân cao khoảng tầm 50-60cm. Đấy, chậu này hai thân bự, đẹp cô chú anh chị ạ. Cái chậu này em bán 100.000, hai thân thôi mà siêu chất lượng luôn. Đó, chậu tiếp theo sẽ là chậu số 29. Chậu 29 này ạ. Chậu 29 này em bán luôn 90.000 cho cô chú anh chị mình sưu tầm này. Cây rất là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Đó, có 140 thôi, có 90.000 thôi cô chú anh chị ạ. Công trồng, công chăm sóc, giá thể, rồi chậu, rồi cây giống, tất cả cộng lại để có một cái thành phẩm như thế này với giá 90.000 thì cô chú anh chị mình có thể sưu tầm ạ. Quá rẻ đúng không ạ? Và bên này là một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc duy nhất nhá. Em còn một chậu chuỗi ngọc duy nhất thôi. Với thân thắt đốt sáng bóng luôn này cô chú anh chị này. Bình thường đó, rất là nhiều thân tơ tít đẹp như thế này. Chuỗi ngọc thì hàng cân không có giá dưới 190 một kg thôi luôn ạ. Ui, không có giá dưới 190 luôn. Cái này không biết là cái nụ hay là cái mầm này.
Và hôm qua thì em có những cái chậu chuỗi ngọc, em đang để giá 160. Hiện tại em còn có một chậu duy nhất này, giao lưu Ngô Chú Anh Chị với giá luôn là 140.000 nhá. Còn một chậu duy nhất này thôi. Và tiếp sang bên đây sẽ là những cái chậu đùi gà tròn ạ. Mỗi một chậu là xách nặng chịu tay như thế này, to đùng luôn. Đó, cô chú anh chị nhận được cho em. Toàn những cái thân tơ VIP đẹp như vậy. Một chậu đùi gà tròn này với giá em bán là 170.000 nhá. Cô chú anh chị đi mua hàng cân gà tròn thì giá chắc chắn là không bao giờ dưới 170 đúng không ạ? Trong khi đó một cái chậu gà tròn nó thuần sẵn như thế này rồi. Hoa rất là bền gà tròn đấy ạ. Với giá một chậu như này có 170 ạ. Tiếp sau mày ở đây sẽ là cái dòng lan đen đô xuân. Đấy cô chú anh chị nhìn cho em, quá là sum suê luôn. Đấy ạ, quá là sum suê luôn như này, một chậu đùi gà tròn có 170.000 cô chú anh chị ạ, chỉ cần một thân nở thôi cũng đủ đẹp. Mà cái chậu sum suê như thế này khi mà nó nở hoa thì quá là tuyệt vời như thế nào. Toàn thân tơ rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp. Tiếp sau mè đây sẽ là dòng chồn trắng nhá. Cô chú anh chị mình hãy cùng em sở hữu những cái bông chồn trắng tuyệt vời như này ạ. Nó không khác gì chồn rừng, đây là chồn Thái hàng cấy mô từ cây chồn đột biến của rừng. Hàng cây khỏe đẹp như thế này và một chậu chồn trắng này chỉ có giá là 160. Em bảo hành chuẩn hoa như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Nó là những cái bông chồn trắng được cấy mô từ cây chồn rừng nên là nó sẽ mang vẻ đẹp tuyệt vời và cái hương thơm tuyệt vời của dòng lan đột biến, cây chồn đột biến của rừng ạ. Đáng thưởng thức, đáng sưu tầm nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sau này ở đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị những cái giò đen đô xuân cực kỳ là VIP và khủng ở đây. Những cái giò đen đô xuân này là hàng trồng thuần của vườn Việt Nam mình ạ. Với những cái giả hành to đùng bự chảng như thế này. Đây cô chú anh chị nhìn này. Đó, cái hàng này là hàng trồng thuần của Việt Nam mình ạ. Rất là đẹp luôn. Chậu rơi 7, 8, 9, 10 thân gì đó. To đùng, mỗi một thân to đùng, căng mướt như thế này. Mà dòng đen đô xuân là hàng mà chuyên là một trong những dòng hoa mà nó sẽ nở vào đúng cái thời điểm Tết ấy cô chú anh chị. Nên là hàng đen đô xuân thì những cái phiên bán hàng Tết là bao giờ cũng có những cái giò đen đô xuân để mà bán, để mà cô chú anh chị lấy để mà ngắm hoa Tết ạ. Một cái dòng lan rực rỡ và rất là bền hoa, độ bền trên 2 tháng cô chú anh chị ạ. Đấy. Thì cái dòng đen đô xuân sẽ có rất là nhiều những cái mặt bông như này này, chỉ cần vài thân thôi mà cô chú anh chị thấy là nó đẹp mê mẩn như vậy nhá. Hoa của nó có thể tím đậm, có thể tím nhạt hoặc tím chớp như thế này. Mặt bông nào, mã bông nào cũng rất là xuất sắc ạ. Thì ở một cái giò đen đô xuân to đùng và căng mướt như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đây ạ, những thân rất là mập đẹp như thế này. Về cô chú anh chị có thể yên tâm để nó nở hoa đúng thời điểm Tết. Nếu mà cô chú anh chị nào biết cách kích thì có thể kích giúp em. Sẽ cho cô chú anh chị những siêu phẩm vô cùng là tuyệt vời. Đấy, giá một cái chậu đen đô xuân như vậy chỉ có 150 cho một giò. Bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông lộc bắc ạ. Em còn duy nhất hai chậu thôi. 100.000 cho chậu này, thân mập nú luôn, thân to đùng luôn. Chậu số 2 cũng 100.000. Đó, hai chậu duy nhất nhá. Đây cái bản lá này. Mít tròn vo luôn cô chú anh chị ạ. Cây này này. Lá rất là đẹp luôn. 100.000 cho chậu này. Chậu bên này cũng 100.000, chậu này nhiều thân tơ hơn. Và tiếp sau bên đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái mã màu hoa. Một cái mã màu đai châu mà nở hoa vào thời điểm Tết, một trong những cây lan không cần kích cũng nở chuẩn hoa Tết luôn. Và cái mã màu này là một trong những cái mã màu đẹp nhất trong tất cả những cây cây đai châu này. Đây là châu đỏ sắc pháo nhá. Hiện tại đã bắt đầu là nhú nụ như thế này rồi. Còn 3 tháng hơn nữa thôi như cây này là bắt đầu là nhú hai nụ luôn này, cô chú anh chị thấy chưa? Đó, một cây như vậy sẽ có ít nhất là hai nụ cô chú anh chị ạ. Cây rất là to và đẹp, một châu đỏ sắc pháo như thế này. Có thể là đang nhú nụ hoặc là chưa nhú nụ, cam kết cô chú anh chị được ngắm hoa đẹp nhá. Đây, tại vì là bây giờ còn cách Tết đến hơn 3 tháng cơ mà. Nên là nó có thể là nụ, có nụ đã nhú rồi và có nụ chưa nhú ạ. Em xin phép bán một châu đỏ sắc pháo đẹp như thế này rơi từ ít nhất là 2, 4, 4, 5 cặp lá trở lên ạ. Giá chỉ có 100.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. 100.000 một chậu thôi nhá, cô chú anh chị nhá. Đủ xinh đẹp để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa Tết luôn. Đó, quá là đẹp luôn. Đấy. Mỗi một cây phải có ít nhất là hai vòi bông cô chú anh chị ạ. Có 100.000 cho châu một châu đỏ sắc pháo rất là đẹp như vậy. Và tiếp sang bên đây, một mặt bông trầm không kém và phần xuất sắc. Trầm cổ ạ, hay còn gọi là trầm than củi ạ. Cái hàng này cô chú anh chị chăm đạt nó cũng sẽ dài đến khoảng tầm 2 mét và thân to khổng lồ, như là có thậm chí to như khúc mía luôn. Cái cây này này có thể to như khúc mía luôn. Đấy là cô chú anh chị chăm được nó phải dài tầm 2 mét. Đó, càng về già thì thân càng chuyển sang màu xoắn đỏ như thế này này. Đó. Và hoa thì đây, tím đậm, sáp bóng, đẹp như thế này nhá. Bông hoa rất là to ạ.
cực kỳ là thơm. Đây là mặt bông của dòng lan trầm cổ ạ. Và một cái chậu trầm cổ này này, rơi ít nhất là từ 5 thân trở lên, hàng lá xếp. Đó, hàng lá xếp là bản lá dày cộp luôn. Rơi ít nhất là từ 5 thân trở lên, rất là đẹp ạ. Xin phép em bán một chậu trầm cổ như thế này, không phải tự dưng mà người ta gọi nó là trầm cổ đâu ạ. Cái vẻ đẹp trường tồn theo thời gian luôn ạ. Em bán cái chậu như thế này với giá chỉ có 130 một chậu, rơi ít nhất là 5 thân. Đấy, em thấy là đấy có những chậu nó rất là sum suê, nhưng em cứ báo là từ ít nhất là 5 thân thôi cô chú anh chị nhá. Này, lá này cô chú anh chị này, thân lá rất là đẹp. Và tiếp sang mè đây ạ, một cái dòng địa lan. Một cái dòng địa lan mà em nghĩ rằng là tùy theo cảm nhận của từng người thôi ạ. Nhưng mà với em thì cái bông địa lan này nó quá là xinh đẹp luôn ạ. Thơm nhá cô chú anh chị nhá. Có hương thơm, mùi hương thơm nhẹ nhàng. Một cái bông hoa mà có cái sắc hoa đỏ thắm luôn cô chú anh chị ạ. Em bê ra ngoài này, cô chú anh chị có thể nhìn đủ độ sáng, đủ độ ánh sáng ạ. Đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em cái bông hoa của nó này. Một cái mùi hương thơm dịu dịu rất là thích luôn. Từ cái lưỡi, từ cái khuôn bông hoa, một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời. Đây là bông địa lan cọp đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Bông địa lan cọp đỏ ạ. Một cái chậu địa lan cọp đỏ rất là khỏe như thế này, trồng trong chậu với cái giá thể bằng vỏ thông. Hiện tại thì một chậu như vậy nó sẽ có là một, sẽ có ít nhất là hai nụ nhá cô chú anh chị nhá, rất là bền hoa. Và còn rất là nhiều những cái giả hành này nữa. Hiện tại thì em thấy là những cái giả hành này có thể là đây, những cái giả hành này có thể là đang nụ này. Có thể cho cô chú anh chị những cái bông hoa Tết nữa cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị sẽ về ngắm hoa từ bây giờ và có thể đến Tết mình sẽ được ngắm, vẫn được ngắm những cái bông hoa rất là xinh đẹp như này. Mà em nghĩ rằng là cũng chỉ cần một hai cần hoa thôi để sân là cũng đã đủ xinh đẹp lắm luôn rồi ạ. Một cái chậu cọp đỏ như thế này ạ, xin phép em được bán với giá chỉ có 120.000 cho một chậu thôi nhá cô chú anh chị nhá. 120.000 cho một cái chậu cọp đỏ rất là đáng sưu tầm như này. Nói chung cái dòng địa lan cọp đỏ này là một trong những dòng địa lan mà nó nở hoa đúng vào thời điểm Tết. Như nhà em thì hoa cũng nở, trồng thì cũng chỉ nở vào thời điểm Tết thôi cô chú anh chị ạ. Như những bông này thì nó có phần là nở muộn, nở sớm hơn đấy ạ. Còn rất là nhiều những giả hành mà em thấy là hiện tại có thể là đang nhú nụ ở đây, hoặc là chưa có những giả hành chưa nhú nụ ấy. Đó. Một cái chậu như thế này ít nhất là hai vòi bông để cô chú anh chị về ngắm hoa trước Tết luôn, với giá là 120 nhá cô chú anh chị nhá. Cây rất là khỏe luôn ạ. Và tiếp sang mè đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị những cây đai châu hồng gấm ạ. Với cái bông hoa lưỡi tím hồng rất là đẹp như thế này này, ánh tím hồng và cái bông hoa tròn, cánh hoa màu cam phớt tím ạ. Cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng hoa này có thể sưu tầm. Một cái cây lan mà không chỉ nở hoa một mùa mà nó sẽ nở hoa quanh năm luôn nhé. Một chậu hồng gấm như vậy với giá là 130.000 cho một chậu ạ. Rất là bền hoa cô chú anh chị ạ. Bền hoa. Bền hoa và thơm nhá chú anh chị nhá. Chậu hồng gấm 130 cho một giò. Và sau mè đây sẽ là những cái chậu những cái giò đen đô ra ra. Sẽ cho cô chú anh chị mình những cái bông hoa rực rỡ quanh năm. Hàng hiện tại nó đang nụ đang hoa và cây này thì nó nở hoa liên tục và sai bông vô cùng luôn. Nếu như cô chú anh chị mình mà muốn cho cái không gian vườn của mình lúc nào cũng rực rỡ sắc màu thì cô chú anh chị có thể sở hữu cho các em những cây đen lô ra ra rất là xinh đẹp như thế này. Đây này cô chú anh chị này, vừa nụ này, có những cái nụ bé lại đang bắt đầu trồi lên này. Đó, hàng này cô chú anh chị về sang một cái chậu to nữa thì khi nó sẽ phát triển cực kỳ là mạnh luôn. Thì một cái chậu đen lô ra ra như vậy xin phép được bán chỉ có 50.000 cho một chậu thôi nhá chú anh chị nhá. Đẹp lung linh luôn. Và sang mè đây sẽ là những cái cây hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Một cây như vậy đang có một ngồng hoa này, mới cây lan đẹp từ thân lá luôn. Em đang để giá chỉ 40.000 cho một cây hồ điệp lá biên này thôi nhá. Có một ngồng hoa với giá là 40.000 ạ. Đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ. Chỉ cần một ngồng này thôi, cây đang bắt đầu phân nụ rồi, hàng này là nở hoa Tết luôn ấy. Em nghĩ là như vậy. Phân nụ mà độ bền hoa của nó phải tầm trên 2 tháng nhá. Cây này là nở hoa đến Tết luôn, tức là nó sẽ về một dạo nữa nở hoa với độ bền của nó là hơn 2 tháng thì nó sẽ phải đến hoa đến chơi đến Tết luôn. Và tiếp sau này đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị mặt bông cát lea, dòng cát một lá bông đại, những cái mặt bông siêu VIP để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm cực kỳ là đẹp ạ. Những mặt bông rất là đẹp của cô chú anh chị mình sưu tầm mặt bông cát lea. Đây ạ. Mặt bông thứ nhất Myanmar Sunset hay còn gọi là mặt trời Myanmar với bông hoa đỏ thắm to đùng như này. Mặt bông thứ hai hoa cánh trắng lưỡi vàng và mặt bông thứ ba sẽ là mặt bông hoa tím chớp ở đây.
Đây là cô chú anh chị này, tím chớp rất là đẹp như vậy. Và tất cả những cây này là đều có tem này cô chú anh chị này, nên là hàng bọn em sẽ bảo hành chuẩn hoa. Đó, một cái chậu nhiều giả hành đẹp như vậy. Xin phép được bán với giá chỉ có 120.000 cho một giò thôi nhá cô chú anh chị nhá. Hàng chuẩn tem mác luôn. Cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cái mặt bông vô cùng là xuất sắc như thế này. 130 cho một giò cô chú anh chị ạ. À 120 chứ, 120 cho một chậu. Nếu mà cô chú anh chị lấy cái hàng mà không có, không chuẩn hàng hoa ấy, không chuẩn mặt hoa ấy, thì em bán với giá chỉ có 85.000 thôi ạ. Và sau này đây sẽ là những cái giò lan hoàng nhạn. Như cái chậu lan hoàng nhạn cực kỳ là xinh. Đó, hàng ghép như là cái kiểu dạng tác phẩm luôn ấy cô chú anh chị. Đây này, chậu này ba cây hàng lá mít rất là xinh như thế này. Chậu này gọi là chậu 28 nhá. Em xin phép được bán chậu này với giá chỉ có 120.000 thôi. Chậu 28 120.000 ạ. Bình thường thì người ta bán mỗi cây như thế thì hàng rời cũng không dưới 30-40 nghìn đúng không ạ? Mà hàng này thuần sẵn như thế này rất là đẹp, mít như này vì có 120.000. Tiếp theo hình 27 ạ. Chậu này thì bị gập một cái lá ở đây này. Đó, chậu này ba cây, có một cái cây bị gập một cái lá ở đây ạ. Xin phép bán chậu này với giá là 110.000. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 26. Chậu này cũng là một chậu 3 cây ạ. Đây ạ. Một chậu 3 cây, bắn rễ khỏe đẹp xinh như thế này. Chậu này em bán luôn 110.000. Chậu tiếp theo chậu 25. Chậu này em bán 3 cây quá xinh. Cô chú anh chị ạ, có một hai lá vàng ở dưới chân cây rưỡi nhưng không có vấn đề gì đâu nhá. Chậu này em bán với giá cũng là 110.000 luôn. Sang hình tiếp theo là hình 24 ạ. 130.000 cho chậu này đi ạ. Đẹp mê luôn cô chú anh chị này. 130.000 nhé, chậu 24. Chậu tiếp theo chậu 25, mới cặp đôi hai cây lá mít. Cái hai cây lá mít này, cây này bị dập lá một chút. Em bán chậu này với giá là 80.000 đi. Và chậu tiếp theo chậu 22 cũng là ba cây quá đẹp ạ. Đó, một chậu ba cây quá đẹp. Chậu này xin phép bán 130.000 nhé, quý chị nhá. Ba cây quá VIP luôn. Chậu tiếp theo chậu số 21 này, cũng là một chậu ba cây. Đẹp như thế này, hàng lá xếp chỉ thiên rất là đẹp như vậy. Chậu này em bán 120.000. Và một chậu hoa đai châu, hàng hoa sổ số nhá. Cô chú anh chị nhìn này, cây này có thể là đỏ sắc pháo. Cây này không biết là cái mặt hoa như nào, hai cây to đùng luôn. Em bán 160.000 cho cặp đôi này. Và sang bên này đây, cô chú anh chị mình của em sở hữu những siêu phẩm thiên cung lự bố ạ. Những cái giò lan cực kỳ là đẹp ở đây. Hàng này là hàng ghép bảng gỗ. Và cô chú anh chị thấy là cây cứng cáp nhá. Để có được một cái hàng bảng gỗ như vậy, đẹp như vậy, cái độ trồng thuần của nó không bao giờ dưới 3 năm nhé cô chú anh chị nhé. Để mà có được một cái chậu thiên cung lự bố đẹp như thế này, cái công bỏ ra chăm sóc không dưới 3 năm cô chú anh chị ạ, thì mới được cái giò lan nó cứng cáp, nó khỏe đẹp như thế này ạ. Thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái giò lan hàng tác phẩm này với cái giá siêu rẻ ở đây, mặt đông chuẩn như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Hạc vị thiên cung lự bố ạ, đẹp như thế này, với công chăm sóc không dưới 3 năm để được một cái tác phẩm như vậy. Mà giá thì quá rẻ cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Chậu 14 ở đây này. Chậu 14 này em xin phép được bán với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. 14 150.000 ạ. Đó, một chậu lan, giò lan đẹp với cái công chăm sóc bỏ ra vài năm trời. Thì một cái giò lan tuyệt vời như vậy với giá chỉ 130 cô chú anh chị ạ. Hàng này thì thực sự là mỗi một thân là một suối hoa luôn ấy ạ. Sai bông vô cùng luôn nhá cô chú anh chị nhá. Sai bông vô cùng luôn, cô chú anh chị không cần phải kích gì đâu. Nó chuẩn hoa đẹp như thế này nhá. Nhìn thân thôi cũng đủ mê rồi cô chú anh chị ạ. Giò tiếp theo sẽ là giò số 15. Cái giò này em bán luôn với giá là 150.000. Giò số 16 160.000, giò số 17 cũng 160.000 ạ. Quá mê ạ. 18 ạ, cô chú anh chị ngắm cho em ạ. Mê luôn cô chú anh chị nhá. 170.000 cho giò này. Và hình số 19 này, giò này xin phép em bán với giá cũng là 160.000. Tiếp sang mè đây sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị mình của em lựa chọn những hình dáng hương đuôi cáo chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn. Một cái dề dáng hương đuôi cáo khủng VIP như thế này, có rơi đến 8-9 cây cả giò cả dề nhá, nguyên dề nhá cô chú anh chị nhá. Cái dề này cô chú anh chị mà trồng đến khi mùa hoa không dưới 1 triệu cho cái dề lan này luôn. Giá em đang để giá 13 là 300.000 cho giò này ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 12, một cái cây rất là to cô chú anh chị ạ. 12 một cây to luôn, cái bản lá dày cộp luôn, thêm cặp đôi ba cây này nữa. Này cô chú anh chị làm một cái chậu to đùng xanh luôn ạ, một cái tác phẩm luôn. Chậu là số 12, hình số 12 này 110.000 nhá. 12 110.000. Và hình số 11, 11 cây em bán 80.000 luôn ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 10. Hai khúc nguyên bản này, hai khúc nguyên bản này với cả thêm hai cây rời này nữa, em xin phép bán với giá hình này là 90.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 9, 14 cây.
14 cây hàng lá ngắn xếp xinh như thế này với giá em bán là 90.000. Và hình số 90.000 nhỉ cô chú anh chị nhỉ? 14 cây 90.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo hình số 8 17 cây, chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn. À, hình số 8 17 cây em bán luôn 90.000. Và hình số 7 5 cây ạ. 5 cây to luôn nhé, quý anh chị nhá. 5 cây này em bán với giá là 100.000. Và sang bên này đây sẽ là hình số 6. Hình số 6 này cũng là nguyên một rề cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên này cây này nó bị rời ra một chút này. Nguyên một rề 4 cây này, em xin phép bán cái hình này với giá là 110.000. Và sang hình tiếp theo hình số 5, hình này cũng là 3 cây to bự luôn. Một rề 2 cây thêm 2 cây rời nữa, to đẹp luôn. Cái hình này em xin phép được bán là 110.000 ạ. Sang hình tiếp theo cũng là một cặp đôi. Một cặp đôi 2 cây to đùng như vậy. Xin phép bán 100.000. Nhớ cây này thì thực sự khi mà đến lúc mà nó nở hoa thì cô chú anh chị mới thấy được cái giá trị vẻ đẹp của nó. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3, hình là 17 cây. 17 cây này em bán luôn 80.000 ạ. Này thì em có hai cái phần hài Helen để cô chú anh chị mình sưu tầm. Độ bền vài tuần cô chú anh chị nhá. Một cây lan phân bố rất là hẹp. Đó, cây lan hài Helen cô chú anh chị nào muốn yêu thương, muốn sở hữu những bông hài Helen mệnh danh nàng công chúa tóc vàng, phân bố rất là hẹp. Chỉ có vài tỉnh ở Cao Bằng, Lạng Sơn này, một vài tỉnh trên này có thôi. Nhưng mà lại rất là dễ trồng, thuần dễ chăm mọi vùng miền luôn. Với cái giá rất là rẻ ở đây ạ. Hình này gọi là hình số 2 này, cả một lô này cô chú anh chị về phải trồng được 2 chậu. Giá em bán là 50.000 nhá. Hình này gọi là hình số 1 ạ, cũng với giá là 50.000 cả một lô. Được vài chậu như thế này là 50.000 thôi. Quá rẻ luôn cô chú anh chị, hài Helen này mà trồng thuần lên là giá không dưới 100.000 một chậu luôn đấy. Và tiếp sau mê ở đây sẽ là những cái cây địa lan quân tử. Hôm nay em bán thanh lý xả hàng. Một cái giá cực kỳ là rẻ như là bán tặng luôn cô chú anh chị ạ. 50.000 cho một cây địa lan quân tử to đùng như thế này. Một cây vừa trồng tạo không gian xanh, thanh lọc không khí mà lại đến mùa hoa cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp không kém cạnh gì bất cứ một cái loại lan nào luôn. 50.000. Thuê bán 60.000 đi cô chú anh chị nhá. 50.000 là lỗ quá. 60.000 cho một cái địa lan quân tử này. Bên này đây sẽ là những chậu đùi gà hoa trắng. Hàng này là hàng tự nhà em ươm ti nhá. Chậu này gọi là chậu số 50 ạ. 160.000, chậu số 49. 140.000, em có hai chậu này. Và bên này là hai chậu điệp tím của vùng Cao Bằng, chậu 48 ạ, thân cũng nú, hàng là mít. Em bán chậu 48 này với giá là 120.000 và chậu 47 với giá 80.000. Và bên này sẽ là những chậu giả Hawaii em bán xả hàng nhá. Giả Hawaii chậu này là chậu 54 ạ. Em bán chậu này với giá là 50.000. Chậu số 53 với giá 30.000. Chậu số 52. Chậu 52 với giá là 50.000. Một cái chậu giả hoàng đỏ nhá. Hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị lấy về làm cây giống, chậu này em bán 50.000 ạ. Còn một chậu kiều tím yên tử duy nhất thôi nhá. Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm một cái mặt bông đẹp quý nhất trong tất cả những cây kiều tím yên tử đây, chậu này em bán là 100.000 này. Cái này sẽ là những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Miến dâm theo đén 100.000 cho một túi 1 kg, miến dâm sợi to hàng thái tay với giá 80.000 cho một kg. Đảm bảo cái miến dâm này cô chú anh chị mà ăn một lần là không bao giờ quên được cái hương vị tuyệt vời của nó luôn. Còn đây là nấm hương rừng với giá là 100.000 cho 140.000 cho túi 1 kg. Em vẫn có chè dây nhá cô chú anh chị nhá. 100.000 1 kg chè dây. Sau bên này đây thì em rất nhiều những chế phẩm mà tư dành cho lan vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 cho kg, giớn vụn 40.000 ạ. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hồng liễn 25.000 một lọ, 5.000 trong cặp, Atonic 12.000 trong gói, xúc thai, hormone tăng trưởng 50.000 trong một lọ, dưỡng chất AB 85.000 một lọ. B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000, điền da mỹ tiến 40.000. Liền da sẹo đen 55.000, siêu da dễ N3M 30.000 ạ. Ba loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cáp tan đặc trị thối nhũn 40.000 trong một lọ. Kin Kin Bun cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 một gói. Chi Chô Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 55.000 một túi. Dây buộc lan chiều dài 100m do cắt kèm theo tiện dụng 35.000 trong một cuộn. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi 1 kg. Phân dê đã qua xử lý với giá là 18.000 1 kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt nhé, với giá là 40.000 cho một lọ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có đấy ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nhé. Xin phép được dừng clip ở đây ạ. Cô chú anh chị cùng em nhìn lại một lần nữa những cái giỏ thiên cung lữ bố đẹp mê ở đây. Những siêu phẩm tuyệt vời ạ. Và cái mặt bông đẹp, cực kỳ là đẹp của cái dòng địa lan cọp đỏ đây là cô chú anh chị này.
Đó, cái mặt bông cọp đỏ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Một cái chậu cọp đỏ xinh như thế này, cái mùi hương thơm phảng phất nhẹ nhẹ dịu dịu rất là mê luôn cô chú anh chị ạ. Cái cọp đỏ này này đẹp, rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Cành hoa vừa vươn cao và bông hoa thanh thoát rất là đẹp như thế này. Giá một chiếc chậu cọp đỏ chỉ 120 thôi. Cái mùi hương nó dịu dịu và rất là thơm cô chú anh chị ạ.